Ở đây nhá, chúng ta có thể thấy là từ bắt đầu cái ban đầu là chúng ta mở phần mềm ra như này. Thế thì ở trong này thì cái danh mục khách hàng nhà cung cấp ấy thì đã có sẵn cả rồi. Ở đây chúng ta có thể coi như là các cái hộ, các căn hộ, hay như ở đây là các cái đơn vị sử dụng thuê cái dịch vụ của ban quản lý chợ Vinh, cái chỗ để người ta thuê ốt để bán ấy. Thì ở đây đối với những cái khách hàng thì chúng ta có thể sử dụng mã đối tượng, tên, địa chỉ, rồi là cái thông tin ở đây, thông tin một số cái ở đây thì chúng ta có thể sử dụng cái thông tin nào đó, điện thoại, fax hoặc là thông tin nào đó để lưu cái thông tin là khách hàng đấy ở căn hộ nào, hoặc là địa chỉ, chúng ta sử dụng địa chỉ để có thể là biết được là khách hàng đấy ở căn hộ nào. Cái thứ hai, sau khi chúng ta có rồi, chúng ta chỉ cần vào thế này, ở trong chỗ chính sách giao bán hàng này, chúng ta tạo ra những cái nhóm khách hàng. Ở đây ví dụ chúng ta chọn nhóm giao bán, nhóm thứ nhất là nhóm nhóm thứ nhất đấy là nhóm ví dụ nhóm khách hàng một đấy, cho lưu và thêm mới một cái nhóm ấy, nhóm nhóm VIP chẳng, ví dụ thế, có thể như VIP thì có thể là đây tất cả khách hàng ở đây chúng ta ví dụ chọn một loạt thế này, hoặc là chúng ta có thể chọn từng người đấy, ví dụ tất cả những ông họ Nguyễn đây, tất cả những ông họ Nguyễn thì cho vào một chỗ là khách VIP mà. Rồi đây gặp sang đấy, tất cả những ông không chứa những người còn lại để cho nó vào một nhóm, ví dụ thế. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là rồi đúng không? Cái việc tiếp theo chúng ta là chúng ta lập cái chính sách bán hàng. Ở chính sách bán hàng ở đây của chúng ta ấy là chúng ta khai báo cái mức mức giá, ví dụ đây tiền điện, giá theo quy định đấy, ví dụ áp dụng từ ngày 01/01 đến năm 9999, ví dụ thế. Rồi ở đây chúng ta này, nhìn thấy này, ở đây ví dụ chúng ta chọn tiền đây chúng ta thêm một cái danh mục mới nha các bạn nhé, thêm một cái mục mới là tiền điện. DV0005 ở đây chúng ta chọn dịch vụ, đây là chọn mới. Thôi không quan trọng đúng không, ở đây ví dụ như là 0110 chúng ta lập ngày thứ tư, ví dụ chúng ta ở đây tiền điện đơn tính này không cần đúng không, đơn giá ở đây ví dụ đúng đơn giá là đơn giá cả thuế nhá. Ở đây ví dụ chúng ta tính là đơn giá 1.000 cho 1 km đầu tiên, nhóm giá bán là nhóm khách hàng 1, số lượng tối thiểu là 1, số lượng tiền điện số lượng tối đa là 50 đúng không. Tiếp theo này chúng ta vẫn chọn nó là tiền điện, 2 đơn giá là 1.500 cho cái nhóm khách hàng này với cái mức là từ 51 đến
999, ví dụ làm hai mức giá nha, ví dụ thế, tùy khai báo ba mức giá thì ở đây chúng ta là 100, ví dụ ở đây 100. Rồi tiếp theo vẫn là ở đây 2000, cho cái mức giá là từ 101 cho đến 999, ví dụ đấy. Ở đây chúng ta chọn này, mức 1 này, mức 2 này, mức 3 này, ví dụ thế đúng không? Thế ở đây chúng ta làm xong cái này rồi ấy, thì chúng ta lưu ở bây giờ chúng ta nhập vào đây ấy, là nhập, chúng ta chỉ cần cái khai báo chính sách giá này chúng ta chỉ khai báo đúng một lần, mà sau này ấy, là à đây tôi sửa tí nha, đây vẫn thêm là cái tiền điện, tiền điện, nhưng mà tiền điện này ấy, tiền điện VIP chẳng hạn áp dụng chỉ riêng cho nhóm khách VIP thôi là 1.200, ví dụ thế. Ở đây chúng ta chọn cái tiền điện này của nhóm khách hàng VIP từ 1 đến 9999 đấy. Thế thì ở đây chúng ta chỉ khai báo đúng một lần, sau này nếu mà có thay đổi mức giá đối với quy định thì chúng ta chỉ cần vào đây điền sửa lại cái giá này là được, không không phải làm cái gì cả, nó không ảnh hưởng số liệu đã làm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái bán hàng chỉ số công tơ. Thường thì chúng ta khi chúng ta thêm mới một cái này, chúng ta thêm cái mới cái đầu tiên ấy là cái chỉ số đầu kỳ, ví dụ thế. Ở đây chúng ta sẽ chọn là khoảng thời gian là 0101, đây 0101, ở trên này cũng 0101 luôn, tức là chúng ta cứ coi như là nó cái số kỳ trước, số kỳ đầu tiên, số đầu tiên. Thì ở đây chúng ta sắp xếp khách hàng theo thứ tự tăng dần đi cho nó dễ chưa. Ở đây các bạn nhìn thấy này, kéo lên, kéo thanh chuột lên trên cùng đấy, cái chuột đây DCB là đầu tiên nhé. Ví dụ ở đây chúng ta nhập cái số dư, là số dư tại thời điểm này là số nào, ví dụ như 100 này đó. Đây chúng ta thử 4 người thôi, còn lại khi chúng ta làm này, bây giờ chúng ta sẽ nhập cho cái tháng 10 chẳng hạn, tháng 10 chẳng hạn nhé, tháng 10 để chúng ta có thể các bạn nhìn thấy bên dưới này này là có 2.871 khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cho tháng 10, chờ tí đang lưu số liệu. Sau khi chúng ta nhập xong rồi ấy, bây giờ chúng ta thêm mới, ví dụ thêm mới cho cái tháng này nhá, cái tháng mới này, tháng 10, thì chúng ta nhìn thấy, chúng ta kích ở đây để sắp xếp tăng dần, thì chúng ta nhìn thấy này, cái số mà lúc nãy chúng ta nhập ấy, sắp xếp này, nó sẽ chuyển thành số kỳ trước. Nhìn thấy các bạn nhìn thấy không, chúng ta nhập 5 người đúng không, ví dụ bây giờ cái người này dùng đến 150 số, tức là số công tơ hiện tại của nó 150, ở đây là số sử dụng là 30 này, các bạn nhìn thấy. Ở đây ví dụ 150, ở đây ví dụ như là 1.500, rồi ở đây là 6.000, rồi ở đây là 1.300, ví dụ thế. Các bạn lưu lại ở đây ngày này chúng ta ghi là tiền điện tháng 11. Cái câu diễn giải này nó sẽ tự động chuyển sang bên
là dòng diễn giải trên hóa đơn các bạn nhé. Hóa đơn ví dụ đầu tiên chúng ta áp dụng hóa đơn điện tử, chúng ta chọn là cái không có đơn đi, chọn tình trạng chưa thanh toán, áp dụng cho từ ngày mùng 1 10, tức là từ ngày mùng 10 đến 30 30 11 ví dụ thế. Chúng ta ở đây là nhập lại ngày 30 tháng 11, chúng ta chọn lưu. Tất nhiên là cái này nó lưu, nó lưu, nó còn phải mất thời gian để tính toán cái số kỳ này kỳ trước để nó lưu, và sau này khi các bạn nhập số tiếp theo thì nó sẽ tự động lấy số của lần này làm số kỳ trước, nó tự động lấy. Xong rồi ấy, thì các bạn nhìn thấy rất dễ này. Bây giờ chúng ta nhá, chúng ta xem này. Đây nhá, cái tệp chúng ta mới làm này. Ở đây chúng ta vào phần bán hàng này. Vào bán hàng. Các bạn nhìn thấy đang trống đúng không? Chưa có gì. Đấy, chúng ta vào tệp chỉ số này. Rất đơn giản. Ở đây nhá, các bạn chọn sắp xếp tăng dần này. Đây. Năm cái ông này chúng ta kích chuột này, giữ phím Shift này, chọn 5 người. Chúng ta chọn tạo hóa đơn ở dưới này, có nút tạo hóa đơn dưới cùng này. Chúng ta chọn OK một phát. Đơn giá chúng ta làm rồi nhá, cái này hoàn toàn tự động nhá, lập hóa đơn bán hàng thành công này. Đây thì các bạn nhìn thấy này. Nó tính chính xác cho các bạn nhé, ví dụ này, tiền điện tháng 11 của Nguyễn Thị Hoa là người này dùng rất nhiều. Đúng không? Trạng thái là đang để trạng thái chưa thanh toán này. Thanh toán tự động 131 và 511 này. Đấy. Khách hàng này là khách hàng VIP và họ dùng 1.002 số, đúng không? Rồi, chúng ta xem người này nào. Đây. Khi mà người ta sử dụng này, ông này sử dụng hết là 105 số, nhìn thấy rồi. Và 5 số 50 số đầu tiên nó sẽ tính giá 1.000 này. 50 số tiếp theo tính giá 1.500 này và 5 số tiếp theo tính giá 2.000. Các bạn nhìn nhìn thấy nó đơn giản. Khi chúng ta in cái hóa đơn này sẽ thiết kế theo yêu cầu. Đấy là cái giới thiệu về cái tính năng mà về cái tính năng tính tiền điện, tiền nước cho các doanh nghiệp. Xin hẹn gặp lại các bạn.